Xin chào các bạn, tôi là Khang Audio đây. Tại video này, Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề: tại sao mà người xem audio hay lựa chọn sử dụng các cái kệ chuyên dụng cho audio. Cái kệ cho audio thì nó có hai cái phương diện biểu hiện. Một là kệ để kê các cái thiết bị máy như là ampli, đầu CD, cơ than hay là băng từ. Và những người chơi thích sử dụng những cái kệ này bởi vì nó có một số các lý do như sau. Thứ nhất là những cái kệ chuyên dụng cho audio họ làm theo những cái tiêu chuẩn để có thể kê được hầu hết các thiết bị trong gia đình. Nó có cái khoang hở phù hợp về việc kê đặt ở bên trên. Cái thứ hai nữa là các cái kệ này nó tối ưu hóa trong cái việc sắp xếp, nó rất là phẳng, rất là ngay ngắn và nó chắc chắn. Cái thứ ba nữa là những cái kệ chơi audio để kê đặt máy á, thì những cái nhà sản xuất họ đã làm ra những cái module mà khi sắp xếp liên kết lại với nhau rất là thuận tiện và nó giúp cho người chơi có thể có nhiều cách kê đặt khác nhau. Và đặc biệt hơn nữa là với các cái loại kệ kê máy cho audio này làm cho người chơi thuận tiện trong việc cắm rút, thao tác, bê ra, lắp vào với các thiết bị lau chùi rất là sạch sẽ. Một cái phương diện kệ thứ hai mà Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn đó chính là kệ để kê những các cái đôi loa. Như các bạn biết là trong cái đời sống chơi audio thì loa có rất nhiều dạng biểu hiện, trong đó có loa đặt ở trên sàn, rồi loa đặt ở trên kệ. Thì riêng những cái loa mà đặt ở trên kệ thì nó có hai cái dạng cơ bản. Một là những cái loa ở cái dạng dummy, kích thước nó khoảng độ từ 65 đến 80 cm, thì người ta cũng cần có những cái chân kệ để kê những cái chiếc loa cho nó ngay ngắn, nó vuông, nó đẹp và nó tạo ra cái không gian rất là phù hợp với những cái chiếc máy chơi audio. Mà một cái kệ thứ hai đó chính là kệ chân loa cao để kê cho những cái đôi loa bookshelf. Chính vì điều này mà những cái người chơi rất thích và rất thường xuyên sử dụng những cái loại kệ chuyên cho kê các đầu máy và kệ chuyên cho các kê các cái loại loa. Và đặc biệt hơn nữa, quá trình sử dụng các cái loại kệ này sẽ giúp cho cái không gian bày đặt các cái thiết bị chơi audio của các bạn trong phòng nghe nó đồng bộ với nhau, nó đẹp, nó có chất lượng và mang tính chuyên nghiệp rất là cao. Thưa các bạn, trên đây là video Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm và chia sẻ với các bạn là tại sao người chơi audio lại rất thích sử dụng những cái kệ chuyên dụng cho kê các thiết bị máy cũng như là loa trong quá trình chơi audio. Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào các bạn.